Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của 6 Vlog nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng Yamaha để quay cho tất cả các bạn xem về mẫu xe Yamaha Exciter 150, một mẫu xe mà được rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay đang quan tâm và yêu thích rất là nhiều. Bởi vì cái dòng Exciter 150 này thì được rất là nhiều các bạn yêu thích bởi vì cái kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, hầm hố và đậm chất thể thao cho các bạn. Về giá xe ở đầu tháng 3 của năm 2020 thì cũng rất là hấp dẫn cho các bạn. Ở các phiên bản như là phiên bản Monster Energy màu đen nhám hay là màu đỏ nhám thì mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn xem về những cái màu sắc này nha các bạn. Đầu tiên là ở phiên bản Monster Energy, hiện tại thì phiên bản này thì còn rất là ít hàng nha các bạn, chỉ còn 1-2 chiếc ở bên cửa hàng thôi. Mẫu xe Exciter 150 ở phiên bản Monster Energy hiện tại thì đang có giá là 49.500.000 đồng, thì đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số nhá. Một cái giá rất là hợp lý cho một phiên bản giới hạn và hiện nay thì cũng không còn nhiều nữa đâu các bạn, chỉ còn 1-2 chiếc nữa thôi thì đã hết ở phiên bản Monster Energy rồi. Và phiên bản này hiện tại thì cũng có giá cao nhất của mẫu xe Exciter tính đến thời điểm hiện tại nha các bạn. Đây, một chiếc xe rất là đẹp với cái màu xanh Monster Energy, lấy chung cái thương hiệu của hãng Monster nha các bạn. Đây, có cái màu tem rất là đẹp luôn. Và tiếp theo sẽ đến chiếc Yamaha Exciter ở phiên bản màu đen nhám. Ở chiếc màu đen nhám này cũng có giá rất là hấp dẫn nha các bạn, mà mình cũng thấy rất là nhiều các bạn yêu thích cái màu sắc đen nhám. Ở phiên bản màu đen nhám hiện tại thì đang có giá là 48.500.000 đồng, thì đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số đối với các bạn mà có hộ khẩu ở huyện nhé. Còn các bạn nào mà có hộ khẩu ở thị xã hay thành phố thì sẽ có giá cao hơn từ 500 đến 1 triệu đồng. Thì ở phiên bản màu đen nhám này, nếu các bạn mà có hộ khẩu ở thị xã hay thành phố thì sẽ có giá là 49 triệu nha các bạn. Còn các bạn có hộ khẩu ở huyện thì có giá 48.500. Đây, một màu đen rất là đẹp và mình thấy cái màu sắc này rất là cá tính và đậm chất thể thao, mà các bạn đi chiếc xe này thì nó sẽ không quá màu mè mà nó mang một cái cá tính riêng cho các bạn. Và tiếp theo đến màu sắc đỏ nhám, và đây cũng là một trong những cái màu sắc mới nhất của năm 2020 cùng với màu cam xám hay là màu đỏ nhám hay là màu đen nhám. Ở màu đỏ nhám này hiện tại thì đang có giá đã bao gồm giấy tờ là 48 triệu nha các bạn, 48 triệu đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số. Và tiếp theo đến màu cam xám, và đây cũng là một màu sắc mới nhất của năm 2020. Ở màu sắc cam xám này hiện tại thì có giá là 47 triệu đồng, thì đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số nhé. Đây, một cái màu sắc rất là đẹp và với giá chỉ có 47 triệu đồng thì đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số rồi. Và tiếp theo đến chính là phiên bản Dead and Down. Ở phiên bản Dead and Down này hiện tại thì đang có giá bao gồm giấy tờ ở huyện nhé là 48.500.000 đồng, thì đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số. Và các bạn nào mà có hộ khẩu ở thành phố hay thị xã thì sẽ có giá là 49 triệu đồng, đã bao gồm giấy tờ là và phí xe biển số cho các bạn. Và đây cũng gọi là phiên bản bình minh hoàng hôn đó các bạn. Đây, rất là đẹp luôn, một cái phiên bản màu sắc bình minh hoàng hôn, nói chung là rất đẹp mắt nha. Đây, và tiếp theo chính là phiên bản màu cam đen. Đây là một màu sắc của năm 2019 đó các bạn. Cái màu sắc cam đen này hiện tại thì cũng có giá là 46 triệu 500 ngàn đồng nha các bạn. Và tiếp theo đến màu xanh GP. Đây là một màu sắc xanh GP của phiên bản đời 2019, có giá là 46 triệu 500 ngàn đồng, đã bao gồm giấy tờ và phí xe biển số. Và cuối cùng là màu trắng đỏ. Ở phiên bản màu trắng đỏ này cũng có giá là 46 triệu 500 ngàn đồng, bao gồm giấy tờ và phí xe biển số nha các bạn. Đây, rất là nhiều màu sắc rất là đẹp mắt, các bạn có thể là thỏa sức lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất nha. Rất là nhiều màu sắc luôn, màu đen hay màu đỏ hay là màu Monster Energy, rất là nhiều màu sắc rất là đẹp cho các bạn. Và với giá mình thấy rất là hấp dẫn, chỉ dao động từ mức 46 triệu đến 49 triệu 500 ngàn đồng thôi. Đây các bạn, những cái màu sắc này là những màu sắc mới luôn nha các bạn. Đây, ở phiên bản màu Monster Energy hay là phiên bản Dead and Down thì cũng có giá rất là hấp dẫn, các bạn có thể chọn lựa cho mình một chiếc xe ưng ý nhất nha.